liên quan đến cái lời thùng thiện của Võ Hoàng Kim về cái chuyện ơn nghĩa của vợ chồng ông đối với Võ Hoàng Kim, đó là cái việc mà chữa khỏi bệnh cho bệnh Lý Dũng lúc mà ông bị bệnh liên quan đến phổi. Thì xin ông xác minh lại, trả lời cái sự thật về cái tình trạng sức khỏe lúc mà ông Võ Hoàng Kim trao cho những cái bệnh gọi là thuốc chữa bệnh phổi. Thì cái và tôi chúng tôi cũng nhận được cái thông tin là ông Miên đã rêu rao trong cư sĩ Tịnh Độ rằng tình trạng của ông lúc đó là bị ung thư phổi, và ông Miên đã cho thuốc cứu sống ông trong cái lúc tự nhiên sinh đó. Thì xin ông cho biết tình trạng về sức khỏe của ông lúc đó và cái ý kiến của ông về vấn đề này. Thì qua cái chuyện mà thế bệnh lúc thì lúc đó là tôi có đi chơi thể thao, đi chơi thăm chưa ở trên sân sông bé đi thăm với một người bạn, thì tôi ra tôi thăm ở đó, tôi về nhà trước mà cái đất tôi thì mình đó tôi uống thuốc rồi đó tiểu thư, thì đến khi mà nó bị ho nhiều thì thấy nó khó chịu thì tôi đi vô trong tiêm mát. Thì vô trong đó thì bác sĩ khám bệnh xong thì là phổi tôi yếu, thì giống như những nước đó bị cảm, thì điều trị trong đó thì tôi ở lại điều trị trong cái đến một tuần. Thì trong cái lúc mà tôi đang ở trong bệnh viện đó thì cũng gần ra viện rồi, còn 2 ngày nữa ra viện, thì họ bằng yêu có đến thăm. Thì ở trong cái bác họ điều trị rất là tốt, và nó thật sự chắc anh chị đây là tôi quen biết rất là nhiều bác sĩ, kể cả chợ đẩy và các bệnh viện. Vì tôi có làm cái chương trình mổ tim nên qua các giới bác sĩ thì tôi quen biết rất nhiều, nhưng mà tôi gần nhà vô vô viên mát cho nó tiền, thì vô các anh bác sĩ có điều trị rất là tốt. Thì đến là 7 ngày thì tôi đi về, tôi về thì lương y của Hoàng Yên có đến tặng cho tôi 6 tháng thuốc để biểu nấu gì trứng gà rồi gì đó. Nhưng mà cái nguyên tắc là tôi về nhà, khi tôi về nhà thì anh em chờ đấy rất là thương tôi, thì cho thêm 2 cậu y sĩ anh với bác sĩ được thường thường nằm chế con, tôi không có nằm trong chờ đấy, để uống thuốc đêm thì coi như là tiết đêm theo dõi tiết khi về nhà. Thì cái nguyên tắc mà đang điều trị phương Tây theo điều trị thì không có uống thuốc bắc hay thuốc nam. Đến sau 1 tháng thì sắp ra thì mở đầu tôi uống được chén, nhưng mà nó không phù hợp, tôi thấy gì mà bỏ 5-6 cái trứng gà, 9 cái trứng gà gì vô trong đó tôi uống đó. Thì tôi cũng có nói vợ tôi, tôi muốn nói vợ tôi là tôi âm thầm gần như là không có uống, mà mấy anh em là kể cả mấy anh em y sĩ rồi nó không nên chút, tại vì cái mình phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ. Mà tôi thì có cái tâm là hút thuốc rất là nhiều, kể cả tôi bệnh về đó về nhà là bệnh về cho tôi cũng bận trong đợt diện nhiều lúc cũng lên ngay xuống dưới làm mấy yếu hút thuốc rất là nhiều, nên khi uống thuốc vào thì nó ho, thì tự nhiên cái cậu tâm khỏe đi cùng cái cô nào mà chuyên môn dẫn bói đi qua bệnh dịch để gọi là rửa phổi gì đó, nói tôi bây giờ là để giới thiệu cho tôi đi rửa phổi, thì anh em chờ đấy khuyên là không có được đi, ăn rửa phổi ăn cái gì đó. Thì sau khi tôi về xong thì bác sĩ Khang ở bệnh viện Đại học Y Dược quen với tôi đi với anh Nghĩa ở Quốc, thì đưa tôi vô trong phòng học thẳng, thì tôi gặp phó giám đốc và trưởng khoa, thì mấy anh rất là niềm nở khi thấy tôi và kiểm tra tôi có ăn có cái gì đâu, thì mình cũng không thêm nợ cái mấy anh em chờ lấy cũng thôi vô em kiểm tra cho. Thì ban giám đốc chờ lấy kêu vô kiểm tra thì vô cũng không có gì, rồi xong rồi về thì cũng mong yên tâm anh em nó có một tiến sĩ về phó tiến sĩ về phổi rất là giỏi của bệnh viện Dược Pháp. Thì xuống kiểm tra bắt test thất các cái, anh nói với tôi câu rất là vui, anh nói phổi anh có gì mà tôi cứ nghe nó ăn uống thuốc lá nhiều lắm, thôi anh em mình làm biểu đi để cho cái này mới thật á. Nhưng mà tôi nghe ở trong cái bức thư nó tự nhiên nó chạy ở trong cái tình độ tiến sĩ á, là nói rằng là tôi là bị ung thư
nên là nhờ Võ Hoàng Yên trị hết ung thư mà 6 tháng thuốc mà thuốc nam. Mà xin thưa với quý vị, tôi là trong cái cơ thể của tôi là không có cái chỉ số ung thư. Các bệnh viện thì gặp tôi cái 3 tháng, cái 6 tháng là một tháng một lần. Nguyên tắc của nó là mà người tôi thì nó thật sự ra bình thường rất là khỏe. Anh em ở nhân viên Đài Nam này mà kể cả Bình Dương này ai cũng biết, khi tôi làm việc là một ngày có khi 20 tiếng. Những anh em mà trẻ trẻ mà chừng năm mấy 30 tuổi mà đi theo tôi chừng cỡ 5-7 ngày là mình hết. Tôi mà có việc tôi làm cái này tôi nói thật sự ngày đêm thì tôi ngủ chừng 4 tiếng thôi. Cả cái tỉnh này ai cũng biết là tôi làm việc thì khó lắm. Và là trời trời cho có một cái sức khỏe rất là đặc biệt. Nhưng mà tôi có một cái thiếu sót rất là lớn, đó là hút thuốc nhiều. Có hút thuốc nhiều tại vì công việc nó nhiều. Nên là rồi sau đó thì nói rằng là cho tôi mấy cái bệnh trị thuốc nữa, họ biểu nặng vô nó trị được Covid rồi này kia. Tôi nói tôi không nói tại vì mình sợ mất lòng người khác. Tôi dặn mấy không bảo vệ thôi, cái gì mà mấy cái bỏ hết chứ, cái gì mà nó không có nguồn gốc nó nguy hiểm lắm. Tôi thì tôi tế gì tôi nói thật ra nói cho tôi chơi với bác sĩ nhiều, nên nếu khi là cái gì á mà tôi cũng có phải có cái sự kiểm tra cho kỹ lưỡng. Có cái tư vấn của bác sĩ thì tôi không bao giờ uống cái gì là mày hết, nghe ai khen cái gì này bổ cái gì là tôi không bao giờ. Và tôi là một có sức khỏe trời cho, tôi cũng kể cho các bạn nghe là tình cờ tôi với vợ tôi bây giờ còn bác sĩ Đặng Văn Phước gì đó, là trước đây là giám đốc của bệnh viện Y Học bệnh viện Đại học Y Dược, thì vợ chồng tôi bắt đi test cả một ngày luôn, thì qua ngày hôm sau đến đọc kết quả còn anh Phước á. Thì bà xã tôi thì cho đo rồi mua thuốc rồi xong. Còn đi coi thì anh Phước hỏi ông đâu có hút thuốc á. Tôi nói dạ cũng có chút định. Ông hỏi ngày bao nhiêu điếu. Tôi nói dạ ngày có 3-4 cối thôi. Thì chỗ mắc lên như thế này hỏi có uống rượu nữa. Nếu có bạn bè vui thì cũng ngờ được nửa chai. Anh ngạc nhiên lắm. Thì mình chỉ nói rằng ủa em bệnh gì năng y lắm. Mà sao anh Phước hỏi có bà xã mình ngửa lắm. Có bà xã mình có vợ chồng anh Phước á. Thì anh nói rằng là lần đầu tiên mà cỡ tuổi của tôi còn cả cuộc đời ông làm bác sĩ mà ông khám cho tôi thấy cho tôi mà không bắt được nhiều thuốc nào hết, thì đó là cái điều may mắn. Trời cho trời cho tôi có cái sức khỏe, nên từ cái việc đó tôi chỉ nói là người ta bỗng ra nào là tôi ung thư rồi này kia rồi đó là vợ tôi đi năn nỉ tôi. Thì cái bữa nghe cái bữa quay đó là sau khi bà xã tôi cho mượn tiền. Tôi biết luôn chuyện vào, tôi đã nói tôi mà chuyện vào tài khoản Exim Bank để chuyện mua cái ngôi nhà, chính đi mua ngôi nhà thì vợ chồng tôi cũng có đi coi, cùng dấu bà Liên cầu hôn giới thiệu dùm, và tôi còn cho lính đó set up dùm cái nhà, cái nhà mà nói là 18 tỷ bây giờ rồi cái chuyện đó, là bà xã tôi ấy, là giúp đỡ. Tại vì tôi coi cũng như các bạn đây, chúng ta bị mộ nhận, chúng ta ngộ nhận với một cái người gọi là thần đi. Mà tôi là cái nguyện vọng của tôi là rất là một cứng người. Tôi làm được bao nhiêu ở cả tỉnh Bình Dương ai cũng biết. Tôi sống không cái gì cho mình. Và tôi sống rất là đơn giản như là bộ đội xưa sao bây giờ đi vậy. Và tôi xúc nào cũng bị muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo khổ. Nên là từ đó tôi thấy tôi bị ngộ nhận một cái đi. Vợ chồng tôi cũng vậy.